Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018. Để chào đón sự kiện này, nhiều công việc chuẩn bị đang được các đơn vị khẩn trương hoàn tất, trong đó có phần việc tuyên truyền cổ động trực quan sự kiện Horasis 2018 trên các tuyến phố và Trung tâm Hội nghị Triển lãm của tỉnh. Theo ban tổ chức, đơn vị thi công đã lắp đặt hàng trăm pano, bản giới thiệu về sự kiện Horasis lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ngoài những tấm pano trên, đơn vị thi công còn lắp đặt hàng trăm pano, băng rôn với màu sắc ấn tượng tại các trục đường chính của thành phố mới Bình Dương và cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Horasis 2018 sẽ đón các đồng chí lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành và đặc biệt là trên 600 tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, người sáng lập các tập đoàn kinh tế, các công ty đa quốc gia, những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, Đông Nam Á và Châu Á đến tham dự. Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế được thành lập từ năm 2005 với sứ mệnh kết nối các nhà đầu tư là các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.